Liệu có phải Tàu Cát Linh Hà Đông càng hoạt động càng lỗ? Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro vừa công bố báo cáo tài chính đại kiểm toán năm 2021. Đáng chú ý, Hà Nội Metro lỗ lũy kế tổng cộng 160 tỷ đồng, trong đó phần lớn là sau khi vận hành đường sắt Cát Linh Hà Đông. Trước thông tin đó, một bộ phận thì ngây thơ xót xa cho một công trình thua lỗ, một nhóm khác thì hả hê khi thấy chính phủ phải bù tiền, chứng tỏ rằng đây là sai lầm trong đầu tư dự án. Theo lãnh đạo Hà Nội Metro, năm 2021, đại dịch lây lan trên diện rộng đã ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế cả nước cũng như hoạt động của doanh nghiệp này. Trong đó, các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt trên diện rộng khiến mọi hoạt động cầm chừng. Cái này đúng nhưng chưa đủ, vì dù có dịch bệnh hay không, thì các dự án giao thông công cộng luôn luôn lỗ, không chỉ ở Việt Nam mà là ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Rõ ràng, nếu tính toàn bộ chi phí vận hành bảo dưỡng so với giá vé không bằng tô phở bò, thì dù người dân có lắp full ghế ngồi cũng không biết mất bao nhiêu năm mới có thể thu hồi vốn đầu tư. Hiện mức giá vé của Cát Linh Hà Đông đang được nhà nước trợ giá khoảng 60-70%. Điều này rõ ràng là có trong kịch bản chủ động từ đầu của chính quyền. Nhưng sự thật không hẳn như vậy. Khi máy bay delay, quốc lộ bị tắc, kênh đầu Panama bị kẹt xuồng hoặc ngã tư vào trung tâm thành phố bị kẹt cứng, thì mỗi phút trôi qua, nền kinh tế lại thiệt hại số tiền khổng lồ. Tùy vào sự cố giao thông mà thiệt hại có thể vài trăm tỷ, vài nghìn tỷ hoặc không thể đong đếm được. Cát Linh Hà Đông ra đời là để góp phần giải quyết tình trạng đó. Có thể lúc này chưa thể hiện rõ, nhưng sau khi mỗi người dân thủ đô xem nó là hoạt động phương tiện quen thuộc, thì hiệu quả sẽ được nhân lên rõ rệt. Hơn nữa, liên quan đến yếu tố là môi trường, Hà Nội đang ô nhiễm không khí và tương lai sẽ càng ô nhiễm nếu mỗi người đều sử dụng phương tiện cá nhân. Phương tiện công cộng nói chung và đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông là loại hình góp phần làm giảm vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay. Có thể hình tượng một cách đơn giản như thế này. Khi anh em mở một tiệm ăn hay cửa hàng gì đó, thì anh em có dọn dẹp, phát quang đường vào, chỉnh trang lại vỉa hè, dọn dẹp rác rưởi xung quanh hay không? Tất nhiên là có, và điều này anh em phải tự bỏ tiền túi mà làm, dù rằng chẳng ai thưởng cho anh em xu nào cả. Vì đơn giản, anh em hiểu rằng khi lối vào sạch sẽ, thông suốt và an toàn thì việc kinh doanh tất yếu sẽ tốt lên. Tàu Cát Linh Hà Đông cũng đóng vai trò tương tự như vậy đối với bộ mặt thủ đô nói riêng và đất nước nói chung. Đến đây, nhiều người sẽ hỏi, tốt như thế sao không miễn phí? Miễn phí làm sao được? Mặc dù số tiền bán vé tuy ít ỏi nhưng vẫn phải thu để một bộ phận thiếu ý thức, không lạm dụng công trình công cộng, ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác. Như đã nói ở trên, dường như không có quốc gia nào đầu tư metro, xe bus hay sắt trên cao để bán vé kiếm lời, và Việt Nam ta cũng thế. Chúng ta sẽ lỗ, nếu may mắn sẽ lỗ ít hơn nếu người dân quan tâm, ủng hộ bằng việc sử dụng dịch vụ thường xuyên, liên tục. Đó cũng là điều đáng mừng lắm rồi. Kinh tế vĩ mô không chỉ là bài toán lãi lỗ trong từng chi tiết, mà phải là cân bằng, công bằng, nhân văn cho toàn xã hội. Đầu tư hàng chục tỷ đồng để kéo điện lưới vào buôn làng xa xôi, để đồng bào miền núi mỗi hộ chỉ thắp duy nhất một bóng đèn, được cấp phát miễn phí luôn, thì đến bao giờ mới thu hồi vốn? Nhưng đó là điều không thể không làm, không thể chậm trễ, và tất nhiên, chính quyền phải làm và cũng không cần ai phải cảm ơn. Để gia tăng giá trị cũng như hiệu quả của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông, ngoài việc mỗi người dân cần nâng cao ý thức, tích cực sử dụng phương tiện công cộng nói chung, thì việc sàng lọc, cảnh giác với những thông tin liên quan đến chủ trương, chính sách cũng là vô cùng quan trọng.